Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã bước vào một thời đại mới. Praise the Lord because we're stepping into a new era. Và chúng ta tin rằng đây là thời đại mà Chúa Ngài sẽ làm thành những điều lòng của chúng ta ao ước. And we believe that during this new era, God is going to bring into being all the things that our hearts desire. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ước mơ của chúng ta là dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ được cứu. We thank the Lord for the dream that we have that the Vietnamese people will be saved. Chúng ta tin rằng với lời của Chúa đã bày tỏ qua các đầy tớ của Chúa, chúng ta đang bước vào cái thời điểm mà Chúa Ngài sẽ dùng chúng ta để đem lại sự phục hưng, đem lại phước hạnh cho thành phố của chúng ta, cho quê hương đất nước xứ sở của chúng ta. And we believe that through the word from the servant of the Lord prophesying, letting us know that we are going to be used by God to bring revival not only to our church, to our city, but to the nations. Cảm ơn Chúa vì Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam đã đón nhận sứ điệp này với chúng ta và đang mong đợi những điều lớn Chúa Ngài sẽ làm trong những ngày sắp tới. And we thank God because the churches in Vietnam, they received this vision as well. They accepted it and they are awaiting for those dreams to come to pass. Tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ làm dù chúng ta có nhận hay là không. And we know that God's going to do it whether we receive it or not, right? Amen. Amen. Chỉ có điều sẽ thiệt thòi cho chúng ta là những người đứng ở bên lề và chúng ta sẽ tiếp tục làm những người ở bên ngoài lề thay vì chúng ta được ở giữa dòng chảy của Chúa. The only disservice that will happen if we don't receive this vision from the Lord, this word of prophecy from the Lord, is that we'll be sitting on the sidelines as God is bringing revival to the nations. Có một sự xác nhận mà Chúa Ngài làm việc qua các diễn giả trong kỳ đại hội ân tứ vừa qua ở tại Việt Nam. There was an affirmation that the Lord gave us through the charismatic conference in Vietnam. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Ngài có ý định muốn làm việc lớn của Ngài tại Việt Nam. We praise God because God has the desire to do great things in Vietnam. Chúng tôi chia sẻ và công bố về sự sức dầu mà Chúa Ngài muốn tuôn đổ và làm việc trên đất nước Việt Nam của chúng ta. We share and we impart the anointing that God wants to pour out upon the Vietnam nation. Rồi Chúa sai một tiên tri của Chúa từ Úc Châu đến để xác nhận rằng chúng ta đang bước vào trong thời đại mới. Hội Thánh Việt Nam bước vào trong thời đại mới. And the Lord sent the servant of the Lord from Úc Châu, which is Australia, to affirm to us that God is going to move through the Vietnamese people. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta chào đón một thời đại mới cho công việc của Chúa ở giữa những người Việt Nam của chúng ta. And we praise God for the new era and we welcome it for the Vietnamese people. Amen. Amen, Jim. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Tôi ngợi khen Chúa vì Chúa Ngài đã bày tỏ và tôi tin rằng mỗi lúc chúng ta sẽ thấy rõ nét hơn điều Chúa toan định làm. I thank the Lord for his revelation and I believe that he's revealing it even more clearly as each day as we study it. Chúng ta nghiên cứu về lịch sử, chúng ta sẽ thấy mỗi thời đại Đức Chúa Trời có một sự sức dầu đặc biệt cho cái thời đại đó. We know that as we go throughout history and study that every era there's a special anointing for that era. Và tôi tin rằng chúng ta đang bước vào cái thời đại này với sự sức dầu của Cyrus. And I believe that we're stepping into this new era with the anointing of King Cyrus. Như tôi đã chia sẻ với anh chị em trong những giờ cầu nguyện ở trong hội thánh, ở trong những tuần chúng tôi trước khi chúng tôi về Việt Nam. As I've already shared with you during our praise and prayer revival services throughout the week before our Vietnam trip. Và sự hướng dẫn đó cứ được xác nhận trong nhiều cách khác nhau. And that leading that the Lord brought to me has been revealed in many different ways. Và cảm ơn Chúa vì công việc của Chúa đang nở rộng ở trong một cách hết sức là đặc biệt ở tại quê nhà của we chúng ta. We thank God because the work of the kingdom is being expanded in our home country. Chúng ta gặp gỡ những con người, những đời sống mà Chúa Ngài đã ban phước. Một con người được thay đổi thì cả một cái vùng đã được thay đổi. We have met and encountered so many people who the Lord has touched their lives. And we know that when God can touch one person, their whole village, their whole area can be transformed by him. Cảm ơn Chúa một sự sắp đặt kỳ diệu của Chúa. Chúng tôi trong tuần thứ nhì chúng tôi sinh hoạt ở tại Việt Nam thì được một tài xế cũng như là chủ của một cái công ty xe đỏ xe đưa rước thì chúng tôi cảm ơn Chúa về cuộc đời này và những lời làm chứng chúng tôi nghe được. We thank the Lord because on our second week of our ministry trip, the Lord allowed for a supernatural appointment. We were in the vehicle of the taxi driver and this taxi driver was also the CEO of his company and we heard great testimonies through him. Cảm ơn Chúa vì con người này đã được Chúa Ngài đụng chạm đến qua chức vụ của chúng tôi và qua những bài giảng của Hội Thánh ở tại đây. We praise God because this driver's life was transformed through our ministry and through the sermons, the messages that he had heard online.
Cảm ơn Chúa vì khi nghe bài giảng về lửa của sự hiện diện của Chúa. And when we praise God because whenever he heard the sermon talking about the fire of the presence of God, thì anh lập tức kinh nghiệm được Chúa ngài rồi chạm đến anh và được bắt em trong Thánh Linh. He immediately experienced an encounter with God and felt the fire of the Holy Spirit come upon him. Chúng ta cảm ơn Chúa mang trở về và cho vợ của mình nghe. Vợ của anh cũng lập tức kinh nghiệm được bắt em trong Đức Thánh Linh và bằng lửa. And praise God, he brought that message home for his wife to hear, and his wife immediately was baptized in the Holy Spirit as well. Hai vợ chồng ngày Chủ nhật đến nhà thờ và chia sẻ thì hội thánh của Chúa kinh nghiệm được sự tươi mới và phục hưng trong. And when the husband and wife, the taxi driver, when they came to church, they shared their testimony, and the entire church received a refreshing from the Lord. Anh là con của một mục sư. He is, the taxi driver is the child of a pastor. Nhưng mà nhiều ngày tháng là những người hút thuốc, uống rượu và sinh hoạt như một người không biết Chúa. But in that part of his life he had fallen away from the Lord and he was smoking and drinking as if he never knew God. Vì chức vụ của cha của anh thì anh thấy rằng không có cái gì phước hạnh bởi vì gia đình thì trước đây có đất đai rất là nhiều nhưng mà bây giờ vì hầu việc Chúa mỗi ngày một nghèo hơn, bán hết tất cả chỉ còn một cục đất nhỏ thôi. And the reason why he turned from the Lord is because he didn't see the blessing in his father's ministry. At one time his family owned a lot of land and because of ministry for one reason or the other, at the very end they only had a very small plot and when the son saw this he turned away from God. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài phục hồi và hiện tại chức vụ của ba của anh cũng được phục hồi và hội thánh của Chúa ở tại vùng đó cũng đã được Chúa ngài thăm viếng một cách rất là kỳ diệu. But we thank God because after a touch from the Holy Spirit, his spiritual life was revived, it was restored, and his father's ministry also received revival. Câu chuyện này được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần trên đất nước của chúng ta. This story has been told over and over again in our home country, Vietnam. Cảm ơn Chúa vì sự sức giàu của Chúa và trời mở ra trên hội thánh của Chúa. We thank the Lord for his anointing and an open heaven above his church. Những gì chúng ta nhận được chúng ta chia sẻ. Whatever we receive, we can give out to others. Và nhiều cuộc đời đã được and many lives can meet and have an encounter with God. Chúng ta gặp gỡ những người khác và họ làm chứng rằng rất ước mơ trong cuộc đời của họ kể từ khi tin Chúa là có một lần được đưa rước chúng tôi hay là được gặp gỡ chúng tôi một cách cá nhân. We heard many other testimonies of people after they came to know the Lord. Their one of their desires was just to be able to meet us, to greet us, maybe to pick us up from the airport or transport us throughout the city in Vietnam. Và họ xúc động trong nước mắt được tiếp đón chúng tôi tại phi trường. And they were so emotional whenever they were able to greet us at the airport. Và Chúa ngài sắp đặt để một người tài xế xe khác đưa các em trong đoàn của chúng ta đi lại. Cũng là một con cái của Chúa được biết Chúa qua bài giảng của chúng ta và cuộc đời đã được thay đổi một cách lớn lao. The Lord also arranged for the other vehicle that carried the younger people of the team. That driver also encountered the Lord through one of our ministries online. Tôi chia sẻ điều đó để cho chúng ta thấy rằng khi sự sức giàu của Chúa đến, có rất là nhiều điều được khám phá, được tìm thấy. I share all of these things because I want to tell you that when the anointing of the Lord comes, there's so much revelation and discovery in the spirit realm. Cho nên buổi sáng hôm nay xin mời hội thánh chúng ta sẽ cùng suy nghĩ về chủ định của Đức Chúa Trời khi ban phước và mang lại sự bứt phá. So today I want you to ponder with me, and today's message title is God's purpose for blessing and breakthrough. Chúng ta cùng đến với lời của Chúa trong Ê-sai thứ 45. Xin lỗi, sai chương 45, từ câu 1 cho đến câu số 9. Let's go to the word of the Lord in Isaiah, chapter 45, verse 1 through 6. Đức Chúa Trời phán thế này cùng Siru là người sức giàu của Ngài. Ta đã cầm lấy tay hữu ngươi, đặng hàng phục các nước trước mặt ngươi, và ta sẽ tháo dây lưng của vua, đặng mở các cửa thành trước mặt ngươi, cấm không được đóng lại. This is what the Lord says to his anointed, to Cyrus, whose right hand I take hold of to subdue nations before him, and to strip kings of their armor, to open doors before him, so that gates will not be shut. Ta sẽ đi trước mặt ngươi, băng bằng các đường gập ghềnh, phá vỡ các cửa bằng đồng, bẻ gãy then cài bằng sắt. I will go before you and will level the mountains. I will break down gates of bronze and cut through bars of iron. Ta sẽ ban vật báo chứa trong nơi tối, của cải chứa trong nơi kín cho ngươi, để ngươi biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel đã lấy tên ngươi gọi ngươi. I will give you hidden treasures, riches stored in secret places, so that you may know that I am the Lord, the God of Israel, who summons you by name. Vì cứ Gia-cốp tôi tớ ta và Israel kẻ lựa chọn của ta, nên ta đã lấy tên ngươi gọi ngươi và đặt tên thêm cho ngươi, dầu ngươi không biết ta. For the sake of Jacob, my servant, of Israel, my chosen, I summon you by name and bestow on you a title of honor, though you did not acknowledge me. Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa, dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi. I am the Lord and there is no other. Apart from me there is no God. I will strengthen you though you have not acknowledged me.
Họ cho từ phía mặt trời mọc đến phía mặt trời lặn. Họ đều biết rằng không có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta. Ta là Đức Chúa Trời, không có đấng nào khác. So that from the rising of the sun to the place of its setting, people may know there is none besides me. I am the Lord and there is no other. Ấy chính ta là đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ. Chính ta là Đức Chúa Trời làm mọi sự đó. I form the light and create darkness. I bring prosperity and create disaster. I, the Lord, do all these things. Hỡi các tầng trời, hãy sa móc xuống từ trên cao. Vòng khung hãy đổ sự công bình xuống. Đất hãy tự nẻ ra, đặng sanh ra sự cứu rỗi. Sự công chính mọc lên cả một lần. Ta là Đức Chúa Trời đã dựng nên sự đó. You heavens above, rain down my righteousness. Let the clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness flourish with it. I, the Lord, have created it. Hallelujah vì lời tiên tri phước hạnh này. Hallelujah for this prophetic word. Chúng ta cảm ơn Chúa vì bày tỏ của Ngài về ý định của Ngài để sử dụng một con người. We thank the Lord for His revelation to use one man. Lời tiên tri này 100 năm trước khi Cyrus được sanh ra. This prophetic word was given 100 years before Cyrus's birth. Ông là một người không phải Do Thái. He was not a Jew. Và chúng ta thấy rằng ông là vua của một đế quốc. He was a king of a nation. Ông đã được Đức Chúa Trời Ngài định rằng trong một thời điểm ông sẽ sống trên mặt đất này, Chúa đặt tên cho ông và Chúa Ngài có sự kêu gọi của Ngài trên đời sống của ông. And he saw that the Lord would put him here on this earth for a period of time, and that God would call him by name. Ông bắt đầu với một cái thân thế rất là hèn mọn. Cyrus began with a very weakly body. I'm sorry, thân thế is sorry, the I thought background. Thân thế. Yeah, thân thế. Background, not body. Sorry. Ông sinh ra không có gì đặc biệt, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đã có những bước Ngài cho phép ông trở nên một vị vua. Của một đế quốc lớn. There was nothing special about Cyrus when he was born, but the Lord allowed him to be lifted up to become king of a nation. Một ngày kia người ta cho ông biết về lời tiên tri này của ông. One day, somebody let Cyrus know about this prophetic word. Ông được đọc những lời tiên tri này. And he read it. Và ông đã bước vào ở trong cái lời tiên tri này. And he stepped into the prophetic word. Và Đức Chúa Trời đã sử dụng ông. And the Lord used him. Để giúp đỡ cho dân sự của Chúa xây lại đền thờ Jerusalem. To help the people of God rebuild the temple of Jerusalem. Chúa có những chương trình của Ngài cho đời sống của mỗi một chúng ta. God has a plan for every one of our lives. Ở đây chúng ta thấy lời của Chúa nói rằng Cyrus là người sức dầu của Ngài. Here we say that Cyrus, he was the anointed one of God. Cái chữ sức dầu tại đây ở trong tiếng Hebrew là ở trong tiếng Hebrew là chữ Messiah hay là đấng được sức dầu. This word anointed in the original language meant the Messiah, one who was anointed by God. Chúng ta biết rằng lời này chỉ danh này chỉ được nói cho các tiên tri của Chúa và đặc biệt về Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian này. And we know that this terminology was only used for the special selected ones by God, especially Jesus Christ himself. Cho nên đối với người Do Thái đây là một cái danh xưng, đây là một cái sự sức dầu mà chúng ta biết rằng họ không nghĩ rằng nó có thể xảy ra. So according to the Jews, when they hear the word Messiah, they think, oh, this couldn't be just be placed on anyone. Đức Chúa Trời lấy một người không thuộc về tuyển dân của Chúa. The Lord took somebody who was not of his people. Chúa Ngài biết tên con người này. He knew that person's name. 100 năm trước khi người này sinh ra, Chúa đặt tên cho người này. This person was born, he already named him. Chúa có chương trình cho đời sống này. God had a plan for this life. Và có một mục đích để người này có thể thực hiện. And had a purpose for this man's living. Cảm ơn Chúa. Chỉ chừng này thôi, tôi muốn khích lệ anh chị em điều này. If we just stop right here in the message, this is enough encouragement for you already. Đức Chúa Trời biết mỗi đời sống của chúng ta. God knows each and every one of your lives. Khi chúng ta được dựng nên trong lòng của mẹ của chúng ta. When we were formed in the womb of our mother. Đức Chúa Trời đã biết và Ngài đã đặt tên chúng ta. God already knew and He already gave us a name. Ngài có một kế hoạch cho mỗi đời sống của chúng ta. He had a plan for your life before you even existed on this earth. Buổi sáng nay hãy nghe sứ điệp này để thấy được rằng. This morning, hear this message and know. Trong thời đại này. That during this era, this time. Chúa muốn chúng ta bước vào trong sự kêu gọi và mục đích mà Chúa đã định cho cuộc đời của chúng ta. God wants us to step into the calling, step into the purpose for which He created us. Lúc bây giờ đời sống của chúng ta mới thật sự ý nghĩa. And only then can our life have true meaning. Cho tôi khuyến khích tất cả các anh chị em ở trong phòng thờ phượng này, cũng như tất cả các đầy tớ con cái của Chúa khắp nơi nghe sứ điệp này. Chấm dứt, đừng đi theo kế hoạch riêng của mình nữa. Stop going according to your own plan. Hãy ghép cuộc đời của chúng ta vào trong chương trình của Chúa. Connect your life into the plan of God. Bởi vì Chúa đã có kế hoạch cho đời Because sống của mỗi God một has chúng ta. A plan for each and every one of our lives.
Có như vậy thì chúng ta mới có một đời sống kết quả và ý nghĩa trong ơn. It is only then can we have a life that bears fruit and meaning. Ở trong lớp 301 của Hội Thánh của Chúa trong tiến trình tăng trưởng, chúng tôi đã chia sẻ điều này. Chúng ta có một sự kêu gọi. You have a calling in your life. Chúng ta có một sự sức giàu từ nơi Chúa. You have an anointing from God. Ngài ban chúng ta những ân thứ khả năng để chúng ta có thể hầu việc Chúa. And abilities to be able to serve Him. Chúa ngài đã định như vậy. And He's already determined this. Cho đến chừng chúng ta khám phá ra điều này. So until you discover all of your gifts and abilities, và làm đúng theo điều Chúa đã gọi chúng ta. And live according to the calling for which God created you. Cuộc đời của chúng ta sẽ là những ngày chúng ta chỉ dạo chơi trên đời sống này. Then you're just a wanderer here on this earth. Không có kết quả. There is no, you are not effective. Chúng ta sẽ mệt mỏi, chúng ta sẽ phí thời gian. You'll be wasting your life away. Và chúng ta có thể cũng làm cái cớ ngăn trở cho công việc của Chúa được mở rộng. And your life could very possibly be a distraction or a hindrance to the kingdom of God's expansion. Cho anh chị em yêu dấu của tôi, hãy bước vào ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời cho đời sống của chúng ta. So my brothers and sisters, I implore that you step into the calling and the purpose for which God created you. Để chúng ta đáp lại với sự kêu gọi của Chúa. For when you respond to God's calling. Để Chúa ngài dẫn dắt đời sống của chúng ta. So that God can lead your life. Để trong sự sức giàu của ngài. In the anointing of God. Chúng ta sẽ làm một điều mà Chúa ngài muốn tìm thấy ở tại đây. You're going to do something that the Lord is seeking in your life. Đó là qua cuộc đời của chúng ta. That is through you. Từ nơi mặt trời mọc cho đến khi nơi mặt trời lặn. Rises until it sets. Người ta sẽ biết rằng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất là chân thần ở trên thế giới này. People looking at your life will know that there is only one true God. Chúa muốn dùng chúng ta để nói lên sứ điệp đó. And God wants to use your life to share that to others. Những việc diễn ra trong cuộc đời chúng ta không thể nào giải thích một điều nào khác hơn được. It can't be explained in any other way. Đó là phải có một Đức Chúa Trời trong cuộc đời này. It has to, when people look at your life, they have to understand, wow, there has to be a God leading this person's life. Vì những mức độ Chúa ngài làm việc trên đời sống của một người. Because the level at which God works in your life không có thể giải thích một điều nào khác cannot be explained in any other way. Là có một Đức Chúa Trời toàn năng ở trên cuộc đời này. Almighty God in a life. Amen, anh chị em. Amen in your life. Chúa ngài cho để đời sống của chúng ta sẽ trở nên những con người như vậy. So I encourage you to step into it and allow your life to be used by God. Đừng để đời sống của chúng ta xác nhận một điều. Don't let your life. Đó là không có Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời mà người ta nói về ngài đó là Chúa không có quyền năng, bởi vì nhìn cuộc đời của tôi đi, không có gì thay đổi bao nhiêu năm nào. Don't let your life be an opposing witness to the work of God. That when people look into your life, they're like, there can't be a God. There's no blessing there. Trong câu chuyện của người anh em mà tôi kể là người lái xe cho chúng tôi đi. In the story of the man that I told you about, the taxi driver who drove for us. Khi tôi gặp ba của anh là một mục sư. When I met his father, who was a pastor. Ông đã dành hết cuộc đời của mình để hầu việc Chúa. This man had given his entire life to serve God. Trong nước mắt ông kể. In his tears, he told me. Làm sao tôi có thể giảng tin lành của Chúa được khi đứa con trai của tôi nó như vậy? How is it that I can preach the word of God when my son is like this? Làm sao tin lành của Chúa có thể rao giảng ra cho cộng đồng chúng ta, cho gia tộc của chúng ta? Can be shared to the community, to our people. Khi đời sống của chúng ta không gì khác hơn những người chưa biết Chúa. When our lives look no differently than those who do not know Christ. Tôi xin Chúa ngài giúp đỡ để cuộc đời của chúng ta xem là làm chứng để yểm trợ cho sứ điệp tin lành của Chúa. So may God help us so that our life can be a witness to bring people into salvation. Amen. Là không phải một cuộc đời nhưng mà tất cả chúng ta đều làm chứng cho tin lành của Chúa là quyền năng có thể biến đổi những cuộc đời. I'm not just talking about one life. I'm talking about everybody's life can be a witness for God of the transforming power of God. Thì sức mạnh của nó sẽ lan tỏa ra khắp thế giới của chúng ta. The strength of this witness will be able to ripple across the nation, not just the city. Chúa làm những điều hết sức đặc biệt trong thời gian chuẩn bị cho Cyrus. God did very many special things during the preparation time of Cyrus. Ngài làm mạnh sức cho tôi tớ của ngài. He strengthened his servants. Ngài cầm lấy tay hữu của người. He took the right hand of Cyrus. Tay hữu là tay của quyền năng. The right hand is the hand of power. Và chính Chúa ngài nắm cái tay hữu này and và dắt ông đi. And he took the right hand and he led Cyrus. Rồi bắt cho các nước hàng phục ông và làm yếu sức của kẻ thù. And we see in the word of the Lord that the Lord would subdue the nations before him and cause his enemies to be weakened. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa ngài đã làm việc ở trên cuộc đời của Cyrus như vậy. We praise God for working in Cyrus's life. Rồi ngài đi và mở những cánh cửa cho Cyrus và ông và được Chúa ngài xác nhận rằng không ai có thể đóng lại những cánh cửa mà Chúa đã mở ra trên cuộc and đời we see throughout Cyrus's life, the Lord is opening doors that no man could close. Và cho ông có quyền để bước vào trong sự giàu có của vương quốc của Đức Chúa Trời. And the Lord allowed Cyrus to walk into the hidden treasures, the secret places of the kingdom. Một khi ông bước vào trong sự kêu gọi and của when Chúa, when Cyrus stepped into the calling of God, Chúa mở cửa kho báu của ngài để ông God có thể sử dụng. God opened up the storehouses so that Cyrus could use them. Để có thể thực hiện điều mà Chúa đã gọi ông. To do the work that God called.
called him to. Anh chị em, chúng tôi báo anh chị em biết rằng cửa trời sẵn sàng mở ra trên cuộc đời của chúng ta. My brothers and sisters, I'm here to tell you that the heavens are opened up, ready to pour out from the storehouses. Những tài nguyên từ nước trời sẽ tuôn đổ trên cuộc đời của chúng ta. The riches in the kingdom of heaven can be poured out upon your life. Những con người bước vào trong sự kêu gọi của Chúa. So those people who are willing to step into the calling of God, Ngài sẽ yểm trợ chúng ta để thực hiện công việc Chúa kêu gọi chúng ta. To do whatever He has called them to do. Điều mà Chúa Ngài sắp làm. The thing that God is about to do is this. Anh chị em hãy nghe điều này và amen với những điều mà chúng ta thấy Chúa Ngài hành động trong chúng ta. I encourage you to listen carefully and amen with me. Thứ nhất đó là ta sẽ đi trước người. The first thing is that God says, I will go before you. Amen. Cảm ơn Chúa vì khi Ngài đến đó trước chúng ta rồi đó. Praise God because before we get there, God is already there. Thì Chúa Ngài đã làm xong và chuẩn bị xong những gì God cần thiết để chúng ta có thể thực hiện. Everything that we need to do what He has called us to do. Đức Chúa Trời là đấng sẽ đi trước và dẫn dắt dân Ngài. Trong ơn của Chúa. God is the one who goes before His people, leading them. Ngài sẽ dẫn chúng ta đến nơi mà Ngài muốn chúng ta đi. He will lead you to the place where He wants you to go. Nhìn lại chúng ta thấy những gì Chúa Ngài đã làm cho chúng ta trong 10 tháng qua thật là điều kỳ. When we reflect upon the last 10 months, we see all that God has done, and it's amazing. Một trong những điều cặp theo với lời tiên tri rằng Chúa sẽ đến thành phố Houston này và đi qua xuyên qua người Việt Nam của chúng ta. One of the things that are coupled with the prophetic word that God will come to the city of Houston through the Vietnamese people. Và Chúa cũng có cái lời nhắc theo đó là hãy báo cho người Việt Nam biết rằng cuộc đời của chúng ta sắp sửa sẽ có một sự xáo trộn ở trong đời sống của chúng ta. Is that we're supposed to go out and tell the Vietnamese people that there is going to be a turnover in their lives. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì điều đó đã xảy ra cho chúng ta trước. And we praise God because it happened with us first. Những thói quen cũ của chúng ta được thay đổi với thói quen mới. They've been transformed into the ways of the Lord. Những cái lối sống và niềm tin của chúng ta đã được thay đổi. Our faith has been transformed in Him. Từ những người đi từ sự kiện này sang sự kiện khác. From people who would go from one event to another. Đi trại, đi đại hội rồi going chúng ta from one đi trại camp, rồi chúng ta đi đại camp, hội. A winter camp or a conference. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì Ngài đang thay đổi với chúng ta trở nên những con người sống một lối sống của sự phục vụ. Praise God, God is changing us and we're living a daily life of revival. Amen. Nhận biết sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Be aware of the presence of God in our lives. Chúng ta không còn sống trong cái lối sống. We no longer live. Đó là Đức Chúa Trời ở nhà thờ và mỗi tuần chúng ta về đây chúng ta kiếm Chúa. We no longer live in a way where God is just hanging out at church and we just come every Sunday to meet Him. Và chúng ta tìm kiếm Ngài. We have to go find Him. Giống như là Chúa Ngài đã bị lạc hay là It's đã mất almost ở đâu. Like we're saying that God is lost somewhere and we have to go seek Him. Có một chuyện kể là có hai đứa bé nó chạy về từ nhà thờ và nó than phiền với nhau, nó kể cho nhau nghe. There's a story of two little kids. After they left church, they ran home and they were complaining to each other. Nó nghe người lớn nói với nhau. They heard the adults talking. Đó là chúng ta đến nhà thờ để chúng ta tìm kiếm Chúa. They heard the adults say, you know, we go to church to seek the Lord. Nó về nó nói với nhau rằng they would go home and told each other, oh no. Người lớn đã mất Chúa cho nên họ đang tìm Chúa ở nhà thờ. Adults, they lost God somewhere, so now they have to go seek Him, like hide and seek. Cho nên hai đứa mình coi chừng. So we have to watch out. Họ đổ thừa là chúng ta đã ăn cắp Chúa ra khỏi nhà thờ. They said that we have stolen God out of the church. Anh chị em yêu dấu đừng để My cho lối sống của chúng ta là Chúa ở tại nhà thờ và mỗi tuần chúng ta về đây chúng ta tìm kiếm Chúa. Don't live the kind of life Monday through Saturday you live however you want outside of the church and then Nhưng on Sunday you come and seek mới mà Chúa ngài nhắc nhở chúng ta. But live in this new revelation. Chúng ta là đền thờ nơi Chúa. We are the temple where the Lord resides. His presence is with us. Ngài đang ở trong chúng ta. He's living in us. Quyền năng tối thượng đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. Power that caused Jesus Christ to raise from the dead lives within us. Trong lối sống mới này chúng ta nhận biết rằng Chúa đang ở trong chúng ta. In this new way of life we recognize that God is with us all the time. Ngài nghe hết tất cả những gì chúng ta nói. He hears everything we say. Cho nên chúng ta cẩn thận hơn trong lối sống của chúng ta. We have to be more careful in the way that we live. Như là những người đang đón tiếp và hoan nghênh sự hiện diện của Chúa. We have to live as people who are always welcoming and entertaining the presence of God. Cuộc sống như vậy chắc chắn Chúa sẽ ban phước. That kind of life surely God will bless. Đức Chúa Trời đang đi trước. God is going before us. Và Ngài dẫn chúng ta đi vào trong kế hoạch của Ngài. He leads us into His plan and His purpose. Cảm ơn Chúa vì hội thánh của Chúa tại Việt Nam quan sát. Praise the Lord for the church in Vietnam. They were able to see cái hành trình của chúng ta trong 10 tháng qua. The journey that we have taken here at VBC Houston over the past 10 months. Có nhiều mục sư nói rằng khi thấy mục sư Sam ôm cây đàn hướng dẫn chúng tôi hết sức là kinh ngạc vì những điều Chúa Ngài làm xuyên qua đời sống của người trẻ này. As they're watching online, they have shared with us saying that
When we see Pastor Sam pick up his guitar to lead in worship and prayer, we are amazed at all that God is doing through him. Và những việc Chúa ngài đã làm một cách hết sức là kỳ diệu qua các buổi nhóm. And the amazing, the supernatural things that God has done through the services. Và các đệ tử của Chúa đã học được những điều Chúa ngài dạy xuyên qua một cuộc đời sẵn sàng bước vào trong sự hiện diện của Chúa luôn luôn và nhận sứ điệp từ nơi Chúa để sẵn sàng. And these pastors, these ministers, servants of the Lord, they are able to be inspired because they see what a life surrendered to God daily can look like. Có những người đến khoe với chúng tôi là chúng tôi theo dõi mỗi đêm chương trình của Hội Thánh VBC. There's people that they kind of brag to us. They come saying, you know, we have followed along every single service that you've had. Bởi vì họ nói rằng họ không tìm thấy được một buổi nhóm nào như vậy ở trên thế giới này. Because they've not, and they explained to us, it's because they haven't been able to find a service like that throughout all the earth as they seek. Anh chị em có một sức thu hút khi chúng ta thật lòng yêu Chúa và bước sống ở trong sự hiện diện của Chúa. My brothers and sisters, there is a drawing that people sense. There is an attractiveness that we have when we walk with the Lord daily. Điều này nhắc tôi một điều mà tôi xin nhắc nhở Hội Thánh. And this reminds me of something that I want to share with you. Những điều Chúa ngài hứa với chúng ta lớn hơn những gì chúng ta đã thấy trong những ngày qua. The things that God has promised us is much greater than what we've seen. Cho nên đây chưa phải là lúc chúng ta nghỉ ngơi, nhưng mà đây là lúc mà chúng ta cứ tiến sâu gần hơn vào ở trong chương trình. Now is not the time to pull back thinking that God is done. No, I encourage you to dive deeper. There's more in store for us. Bởi vì Chúa ngài đang thực hiện những điều để biến hóa chúng ta sẵn sàng hơn cho những việc lớn lao mà Chúa ngài sẽ làm trong những ngày sắp đến. Because right now God is transforming us to prepare us for the things that are to come. Chúa ngài đi trước. God goes before us. Mà Chúa ngài mở đường cho chúng ta. And he opens the way for us. Điều đáng buồn là phần lớn hội thánh đã đi sai hướng trong một thời gian dài, lại luôn cho rằng Chúa ngài ở cùng họ. The sad thing is that the church of God has gone on for years and decades thinking that they're in the will of God, but they're not. Anh chị em, Chúa không thể là phi công phụ cho một con người nào hết. Ngài là phi công chính, ngài là đấng mở đường, ngài là đấng dẫn dắt chúng ta. Công việc chúng ta là đi theo sự dẫn dắt của ngài. On this journey of life, God is not our co-pilot. He is the main pilot, leading the way, driving the aircraft of our life. Nguyện xin Chúa ngài ban ơn để chúng ta thấy được điều đó. So may God allow us to see this. Điều kế tiếp mà chúng ta thấy rằng Chúa ngài chắc chắn sẽ làm, sắp làm, đó là ta sẽ bay sang bằng núi và sang bằng những con đường gập ghềnh cho các con. The next thing we see in the scripture says that the Lord is going to level out the mountains as well as the enemies. Chúa ngài đang san bằng sự chống đối của dân sự của Chúa. God is leveling out the opposition to God's people. Đây là cách mà Chúa trời giải quyết những cản trở các tôi tớ của Chúa, những người được sự sức giàu của This ngài. Is how God deals with people who oppose the servants of God. Ngài thay đổi hoàn cảnh của họ. He changes their environment. Việc mà một ngọn núi được san bằng và những nơi gập ghềnh được làm cho bằng phẳng là một việc không phải là việc bình thường. When we talk about a mountain being leveled or the curvy roads being straightened, that's not a normal thing, is it? Nhưng mà Chúa có thể làm được điều đó. But God can do it. Chúa có thể san bằng những ngọn núi. God can level a mountain. Và chúng tôi được biết những tin tức và chúng tôi tạ ơn Chúa vì Chúa ngài đang san bằng những ngọn núi cho hội thánh của Chúa tại Việt Nam. Because we've heard that God is leveling out the mountains for his church. Chúa ngài đang làm những việc hết sức là kỳ diệu. He's doing supernatural things. Chúa cho những người cao cấp ở trong chính quyền chia sẻ với chúng tôi rằng Việt Nam sẽ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và các mục sư tin lành mới có thể thay đổi được đất nước Việt Nam. We praise God because government officials high up in Vietnam, they would come to us and they would share to us and they would say the only way that Vietnam can be transformed is through the gospel, through the good news, through the word of God and through the people of God. Và người ta quan sát và thấy những gì Chúa đã làm trên hội thánh của Chúa. Because they've been observing and they see all that God has done in his church. Họ rằng những việc mà Chúa ngài làm cho những con người tệ nạn của xã hội thì không cách nào để có thể thay đổi được trừ ra quyền năng của Chúa qua các chức vụ, qua các đầy tớ của Chúa. Whenever they look upon society or the communities, the things that have, the transformation that has taken a place upon the most impoverished people, there's no other explanation but God. And a drug addict. Những con người đã từng là tệ nạn của xã hội bây giờ là những con người đóng góp một cách tích cực vào xã hội. The people who were once drug addicts, addicted to alcohol, before they were tearing down the community, but now they're building it up. Chúng ta cảm ơn Chúa vì họ cũng chia sẻ với chúng ta khi quan sát công tác xã hội của Hội Thánh của Chúa trong những ngày của COVID. They also, the government officials also observed what the church was doing during the times of COVID as they served the community. Người ta nói rằng người ta biết rằng người tin lành của chúng ta làm những công tác xã hội. They saw and they knew that believers, Christians, were helping the community.
Nhưng mà họ không ngờ cái mức độ của việc hội thánh của Chúa đã trỗi dậy ở trong những ngày của COVID, và hội thánh lớn cho đến hội thánh nhỏ, tất cả đều bước ra và làm những công việc để giúp đỡ cho những người gặp những sự khó khăn trong ngày đó. But the government officials could not believe the level at which the churches of God impacted the community, from big churches to little churches, serving the needy. Trong lúc người ta lo sợ vì sẽ chết vì COVID, thì những con người này bằng lòng đi ra ngoài đường phố, đem thức ăn để phân phát cho những người xung quanh trong khu sống. During the times of COVID, everybody was afraid to get sick and die, but yet the church of God went out into the city streets giving food and drink to people. Đó là điều mà chúng ta thấy rằng thế giới đang chờ đợi để thấy những con người con của Chúa. That is something that we can see the world is awaiting to see the believers of God do and transform their communities. Cái sự sống của chúng ta khác hẳn với những con người khác. The way that we live has to be completely different from those around us. Người ta lo sợ, lo lắng, chúng ta bình an trong phước hạnh của Chúa. People, while they're in fear, living in anxiety, we have the peace of God. Người ta ích kỷ để chỉ biết lo cho chính mình. When people are selfish, only taking care of their own families, Chúa, the Church chúng ta ban cho và chúng ta giúp đỡ trong những giving out to others generously. Amen. Amen. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta thấy Chúa Ngài đang san bằng những ngọn núi, Ngài làm cho những chỗ gập ghềnh được bằng phẳng, dọn đường cho chúng ta đi. May the Lord help us to see that God is preparing the way, leveling out the mountains, the roads that were curvy and difficult to walk on, He's straightening them out for us to be able to walk freely. Đức Chúa Trời sẽ thi thố quyền năng của Ngài để đưa dân Ngài đến nơi. The Lord is going to give out His resources, His power abundantly, so the people of God can do the work He's called them to. Thứ ba mà Chúa Ngài sẽ làm là ta sẽ phá cổng đồng và cắt đứt những sông sắt. The third thing that the Lord is going to do is to break the pieces of the gates of bronze and cut the bars of iron. Có những cái cổng bằng đồng vây chung quanh thành Babylon. There are many gates at that time, many gates of bronze are surrounding Babylon. Mỗi một cái tường thành như vậy có 25 cái cổng. Per every tường thành side of the wall of the city of Babylon. There were 25 gates. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Chúa ở đây cho chúng ta thấy, nhưng mà Babylon đó, chúng ta biết rằng có cái thành đó có 4 vách vuông và mỗi một cái vách như vậy có 25 cái cổng. When we read the word of the Lord, we see that Babylon is a very great city, and around it was surrounding four walls in the shape of a square. On each one of those lines there was 25 gates. Và khi Cyrus tiến quân vào để đánh chiếm thành Babylon, and the soldiers came in to conquer Babylon, thì Chúa Ngài đã cho Cyrus có một cái khả năng để có thể đánh hạ những cái cửa đó, bởi vì chính Chúa Ngài đi trước và Ngài đánh hạ những cái cửa đồng này. Break down those gates. Babylon là một thành phố có từ cái gốc từ là Babel hay là Tháp Babel. Babylon, the origins come from the Tower of Babel. Thì chúng ta biết rằng đây là cái chữ mà người ta nói, chữ ba, nói cái từ ngữ không có ra. Chúng ta biết rằng họ không còn có thể hiểu với nhau được nữa. Because we know in the word of God it tells us during that time people couldn't understand each other anymore. Đức Chúa Trời đã đổi ngôn ngữ. Because God had changed their language. Babylon là một cái nơi có thể là tượng trưng cho sự lộn xộn. Babylon could signify or represent a place of confusion. Về mặt tâm linh, đây là nơi ngự trị của cái ác. It stands for a place, the place where evil resides. Là nơi mà kẻ chống lại Đấng Christ sẽ dựng ngôi của nó. A place where those who oppose Jesus Christ will raise up their thrones to sit on. Và trong tương lai, kẻ chống Đấng Christ, Antichrist sẽ dựng ngôi của nó. And we know that the word of the Lord tells us that is the place where the Antichrist will reign. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời cho chúng ta một hình ảnh. Here we see the Lord giving us an image. Dân của Ngài sẽ tiến vào và chinh phục Babylon để lấy lại xứ mà kẻ thù đã cướp mất nơi chúng ta. Is that the people of God will take over Babylon to take over the land and bring it unto the Lord. Để giải cứu dân của Chúa đang bị mắc kẹt ở trong những vùng đất to của ta. To subdue it as well as to free those that are in that land that are held in bondage. Họ bị nhốt chặt ở trong truyền thống those của con người. Imprisoned in the traditions of religion. Và đã đến lúc để ai đó có thể giải thoát họ khỏi cái cảnh giam cầm này. It's time for somebody to free and deliver them. Cảm ơn Chúa, Chúa sức giàu trên chúng ta. Chúng ta có thể thực hiện được điều này. And we can be those people who set the captives free. Điều mà làm cho lòng của chúng tôi rất xúc động khi nghe những lời làm chứng. As we listen to people's testimony, what caused us to be emotional or touched was. Anh em kể rằng khi nghe những bài giảng của chúng ta tại đây, thì lòng của họ được mở ra và họ thấy ánh sáng trong lời của Chúa lần đầu tiên. Is that the people who were listening to our sermons online? It was the first time that they could see light ever in their lives. It's by listening to the word of God. Chẳng những sứ điệp là sự sức giàu từ nơi Chúa. Not only the message they were hearing, but they could feel the anointing of God.
Và nói rằng giọng của mục sư nói thẳng vào tâm hồn, trái tim của chúng tôi. And they would tell me, they would say, Pastor, your voice, it was like you were speaking directly to my heart. Cảm ơn Chúa. Praise God. Anh chị em, đó là sự sức dầu của Chúa. That is the anointing of God, my brothers. Chúa ngài ban ơn để chúng ta có thể mở khóa. So that we can unlock. Để chúng ta có thể mở cổng. The gates and open them up. Để giải cứu những người bị cầm buộc ở trong truyền thống của con người. To deliver people who are imprisoned by the traditions of religion. Thứ tư, chúng ta thấy rằng ta sẽ ban cho người vật báo ở trong nơi tối. The fourth thing that we see is that I'm going to give you treasures of darkness. Khi dân Chúa bước lên chinh phục những điều ác trong thế giới này. Whenever the people of God rise up to conquer or subdue the evil in the land. Kẻ thù bắt đầu bắt buộc phải giải phóng và mở buông tay để chúng ta có thể tìm được những kho báu. Evilness has to flee and the spoils that are left are the treasures. Trong những ngày này chúng tôi nghe những lời làm chứng hết sức là tuyệt vời. Over the past two weeks we've heard amazing testimonies. Có những người mà lần trước khi chúng tôi đến Việt Nam. There are people who the last time when we were there in Vietnam. Họ có những sự khó khăn ở trong đời sống cũng như việc làm của họ. Chúa đã can thiệp vào những hoàn cảnh liên quan đến những số tiền khổng lồ và bây giờ đã được giành lại ở trong ơn của Chúa. And God intervened in their life to where their finances restore, were restored. They had money. Lost, made, had huge financial losses, and God restored it all. Những chứng ung thư được chữa lành. There were cancer tumors that were healed. Có một ông lớn tuổi, con trai của mình dắt chạy theo tôi và nói rằng mục sư. There was a man, he was older, and his son was chasing after me, saying, Pastor. Mục sư có nhớ ba em không? Do you remember my dad? Năm lần trước mục sư vào, mục sư cầu nguyện ông bị ung thư tuyến tiền liệt. Last time when you were here in Vietnam, you prayed for my pastor. He had cancer prostate cancer. Cảm ơn Chúa, ba của con đã được chữa lành. But praise God, he's been healed. Và ông cũng mỉm cười và nói rằng Chúa chữa lành cho tôi rồi mục sư. He smiled and said, Pastor, God healed me. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Một người vợ và chạy đến và nói với tôi. And told me. Mục sư, Pastor, lần trước mục sư cầu nguyện cho chồng của em. Last time you were here, you prayed for my husband. Bị đau cột sống không thể đi được. His back, his spine was hurting. He couldn't walk. Cảm ơn Chúa, Chúa chữa lành mọi But thứ trong thân thể. Praise God, God healed him completely. Và cô tặng chúng tôi một số quà về nhân sâm, which Jameson, I can't describe. Jameson and everything. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì nghe những điều phước hạnh mà Chúa ngài làm trên những cuộc đời and như vậy. And we praise God for all the testimonies we heard of what God was doing in people's lives. Bệnh tật được chữa lành. Sickness was healed. Những kẻ cầm buộc được giải cứu. Those that were chained in bondage, they were delivered. Theo tôi, kho báu trong bóng tối chính là những linh hồn của những người bị cầm buộc được tha thứ. When I hear about the treasures of darkness, what comes to my mind is those souls that are bound up. They've been set free and they are saved. Và Chúa ngài cũng đã sắp đặt một cái ngày rất là đặc biệt. And God also prepared a very special day. Sau 4 ngày bận rộn hầu việc Chúa. After 4 days of the conference, it was very busy. Và chúng tôi được anh em mời đi ăn tối. Some brothers and sisters invited us out to eat dinner. Đây là những thương gia giàu có ở tại thành phố. These were rich business owners in the city. Và cảm ơn Chúa khi chúng tôi trên đường đi đến đó. And praise God that on the way to the restaurant. Thì ta báo cho biết rằng có nhiều người đang chờ tại đó để được cầu nguyện. People told us that there are people waiting at the restaurant waiting to receive prayer. Chúng ta cầu nguyện cho hơn 1,000 người. We prayed for over 1,000 people. Và chúng tôi đang lên đường đến. At the conference, and lúc đó đã thẳng tiếng rồi, nói hết ra rồi. We no longer had voices. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi đến nơi thì chúng tôi trả lời rằng chúng tôi sẵn sàng để phục vụ cho đến cái người cuối cùng cần được phục vụ. But praise God, when we got to the restaurant, we told them we're ready to serve you, we're ready to minister to you until the very last person receives a touch from God. Đến nơi thì có một số các đệ tử của Chúa, một số những người doanh nhân trẻ đến tự giới thiệu họ là ai. When we got to the restaurant, there were servants of the Lord who came and introduced themselves as well as some young people. Business people, young businessmen. Và cảm ơn Chúa là chúng tôi thấy có một người cần được sự chữa lành ngồi trước mặt chúng tôi. And we praise God because when we entered in, we saw somebody who needed healing sitting right before us. Con rể của bà nói rằng thấy mẹ của mình bị đau đớn không thể đi đứng được, không thể đi nhóm lại với hội thánh. The son-in-law of this woman that we saw sitting there that needed healing, he said to us that she has pain and has not been able to go to attend church. Thì anh cầu nguyện với Chúa rằng là Chúa xin có một sự can thiệp
sự chữa lành siêu nhiên từ nơi Chúa để giúp đỡ cho mẹ và con. Praying, saying, Lord, would you intervene? Would you bring a supernatural intervention to bring healing to my mother-in-law? Rồi anh đi nhà thờ trong ngày hôm đó. Then he went to church that day. Thì chia sẻ điều đó với một anh em khác. And he shared that with one of his brothers in church. Thì anh em nói rằng Chúa said, đáp lời cầu nguyện của anh God rồi. God is responding to your prayers. Tối hôm nay chúng tôi có cơ hội để tiếp đón một tôi tớ của Chúa có ơn trong sự chữa lành. Tonight we have the privilege of being able to host a servant of the Lord who has the anointing for healing. Mẹ của anh chắc chắn sẽ được chữa lành khi anh mang bà đến. Your mother-in-law will surely be healed. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã làm điều đó. And praise God, God did it. Bà đã đứng dậy và đi trước mặt mọi người. She stood up in front of everybody and was able to walk. Họ la lên rằng khi they đến, shouted out. Thì họ phải kè bà từ xe đi vào chỗ đó. They told us that whenever they arrived at the restaurant, they had to actually help her lift her up to get her into the restaurant. Và khi được cầu nguyện thì bà đã đứng dậy và but đi after một cách prayer, tự do. She stood up and she was able to walk. Và người anh em chia sẻ với tôi rằng and this brother shared with me. Cơ đốc nhân Việt Nam trong các hội thánh truyền thống. That the Vietnamese Christians in the traditional churches. Những người trẻ hiện tại đang hoan nghênh công việc của ân tứ của Chúa một cách rất là nồng nhiệt. Are welcoming the gifts of the Holy Spirit. Chúa ngài mở đường cho chúng ta. God is opening the way for us, brothers and sisters. Chúa ngài mở đường cho chúng ta. Ngài san bằng những núi, ngài làm bằng những con đường. He makes the crooked roads straight. Và ngài giúp để chúng ta có thể khám phá và tìm được những của báu ở trong nơi chính. He helps us to discover, to find the treasures hidden in darkness. Đây là những con người có khả năng. These are people that have ability. Đây là những con người yêu mến Chúa. These are people who love God. Nhưng mà họ được dạy lần Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ. That God doesn't do miracles anymore. Các ân tứ đã qua rồi. That the spiritual, the time of spiritual gifts is over. Nhưng mà Chúa dùng chúng ta để xác nhận rằng God is using us to affirm to them. Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ. God is still in the business of miracles. Sự chữa lành vẫn xảy ra trong ngày hôm nay. Still happens today. Ân tứ vẫn còn đầy dẫy trong hội thánh của Chúa. Everywhere in the church. Nơi nào có sự hoan nghênh, Chúa ngài sẽ đổ xuống tại nơi đó. God will pour out His Spirit upon that place. Và điều mà Chúa ngài sắp làm trong những ngày sắp đến. And the thing that God's about to do in the days to come. Đó là thường xuyên nhắc nhở chúng ta rằng ngài là Đức Chúa Trời. That he is the Almighty God. Là Đức Chúa Trời hằng sống của chúng ta. He is the living God, our God. Ngài không phải là Đức Chúa Trời trong nhà thờ mà mỗi tuần chúng ta về để kiếm ngài. He's not a church where we have to go seek him. Nhưng mà ngài là Chúa sống động ở giữa chúng ta. He is a living God living amongst us, in us, through us. Ngài sẵn sàng làm việc khi những ai nhận biết ngài. He's willing to work with anybody who's willing to welcome him. Ngài đang ở trong mỗi chúng ta. He's in each and every one of us. Ngài đang ở trong mỗi thân thể chúng ta. He's in each and every one of us as a temple. Khi ngài chúng ta mở lòng ra để tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu chúa đời sống. Jesus Christ is our Lord and Savior. Thì thân thể chúng ta là địa chỉ mới của Đức Chúa Trời. Our body became a new creation. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa vì điều mà Chúa ngài định. Praise the Lord for what He's done. Mục đích của sự sức dầu cho Siro. The purpose of Cyrus's anointing. Để người biết rằng chính ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Israel đã lấy tên người gọi người. Is to know that in verse 4 that verse 4. For Jacob my servant's sake and Israel my elect, I have called you by your name. I have named you though you have not known me. I am the Lord and there is no other. There is no God besides me. Anh chị em, để những người xung quanh của chúng ta biết rằng ngài là Đức Chúa Trời. We have to live in such a way where everybody around us knows that he is the one true God. Khi ân tứ được bày tỏ, người ta sẽ được xác nhận rằng Chúa biết họ một cách cá nhân. Are displayed whenever they're working, people will know that God knows them as individuals. Trong buổi nhóm với những người trẻ. In the meeting with the young people. Chúa cho mục sư Sam vận hành trong ân tứ của lời tri thức. God allowed Pastor Sam to work in the spirit of words of knowledge and wisdom. Nhìn xuống hội chúng và thấy một thiếu nữ, một cô thanh niên. He looked into the congregation of young adults and he saw a young lady there. Nói rằng cái em mà mặc áo tay dài đó. And he would say the young lady wearing a long sleeve shirt. Chúa ngài biết hoàn cảnh của con. God knows your circumstances. Và cái lời tri thức được bày tỏ ra. And then a word of knowledge was given. Sau đó mục sư Sam hỏi có đúng hay là không. And then Pastor Sam asked, is this correct? Mục sư Sam xác nhận rằng chưa bao giờ gặp người này phải không? And Pastor Sam, he affirmed that he had never met this young lady before. Anh chị em, cái ân tứ được bày tỏ ra như vậy. When the gifts are displayed and working like this. Thì người ta lập tức nhận biết rằng Đức Chúa Trời ngài thấy hết mọi việc trong đời sống của chúng ta. Immediately know and they recognize that God sees everything going on in their lives. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. He is a living God. Những việc mà đệ tớ của Chúa hay là các con cái của Chúa vận hành trong ân tứ. The way that the servants of the Lord, ministers of the Lord, or the children of God operate in the spiritual gifts. Không ai có thể biết được
được trừ ra Đức Chúa Trời bày tỏ There's cho họ. No way that they can know these things except for the Spirit revealing it to them. Những điều rất là cá nhân, làm sao người này biết được? These are very specific individual circumstances. How is it that can anybody know what's going on? Lúc bây giờ như Siro. And just as Cyrus. 100 năm trước khi ông sanh ra. 100 years before he was born. Tiên tri của Chúa là tiên tri Esai đã nói về tên của ông, việc ông làm và những việc mà ông sẽ làm trong những ngày sắp đến. Declared what his name would be. Spoke upon the specifics of how Cyrus would live and what he would do for God. Anh chị em, tôn giáo của con người cũng như truyền thống của giáo hội đã làm cho người ta thấy một Đức Chúa Trời xa xưa, một Đức Chúa Trời dường như là đã chết rồi. My brothers and sisters, today's traditional religion makes it seem like God is super duper far away. He's unreachable. Ở trong thời Kinh Thánh. God was living during the time of the Bible. Nhưng mà không, Đức Chúa Trời của But chúng no, ta. I'm here to tell you that our God is living. Amen. He is the one God living today amongst us. Amen. 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 Chúa sống động ở giữa chúng ta. God is living. He's working amongst us. Và Ngài sẽ luôn lên tiếng trong những ngày And sắp he's đến. Always going to raise up his voice to guide Và Ngài us. Muốn chúng ta bày tỏ ra cái lẽ thật này. And he wants us to reveal this truth. Hầu cho từ nơi mặt trời mọc so đến khi nơi mặt trời lặn. The sun rises to the time that it sets. Người ta biết rằng có một Đức Chúa Trời. People will know that there is a God. Và Ngài là chân thần duy nhất. And that he is the truth and the way. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúa Ngài muốn chúng ta thực hiện những công việc lớn mà Chúa Ngài sai phái chúng ta. God wants us to do the great works for which he has called us to. Mục đích của Chúa Ngài ban phước trên chúng ta khi ban lại đem lại sự bứt phá trong đời sống của chúng ta. The reason why God blesses us in breakthrough. Đó là Đức Chúa Trời muốn khai phóng quyền năng của Ngài vào trong một hoàn cảnh mà con người đã bó tay. Is that he wants to release his power into a situation where man's hands are tied. Để thế nhân đang quan sát biết rằng Ngài that là Đức Chúa Trời. That way the world can see and know that he is the one true God. Ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác. And that there is no other God. Nhằm mục đích để mang sự cứu rỗi và đức tin ở trong những con his người purpose quan sát chúng ta. Is to bring salvation into people's lives that are watching the way we live. Những gì Đức Chúa Trời làm trong đời sống của The things that God has done for us. Ngài chủ định để giúp mang lại sự cứu rỗi và đức tin cho những người xung quanh chúng ta. He is determined to do the same for others, bringing them into salvation and freedom. Lợi ích lớn nhất trong sự bứt phá của thuộc linh đó là nhãn quan của Chúa. The greatest benefit of spiritual breakthrough is. Không chỉ là một cái việc bứt phá làm nên trong chúng ta, nhưng mà để kích động những người đang quan sát đời sống của chúng ta. It's not just to have breakthrough in your own life and enjoy that individual breakthrough. It's so that others can see what God has done and they can receive that breakthrough as well. Một thí dụ để chúng ta có thể hiểu được lẽ thật này. One example to let you see this truth. Ông trong Daniel chương 3 câu 24 đến 26, chúng ta biết về câu chuyện ba bạn của Daniel đã bị ném vào trong lò lửa. In Daniel chapter 3 verse 24 through 26. Bây giờ vua Nebuchadnezzar lấy làm lạ, gọi vàng đứng dậy, cất tiếng nói cùng các nghị viên rằng: Những kẻ bị ta trói mà quăng vào giữa lửa có phải là ba người không? Họ tâu cùng vua rằng: Tâu vua phải. Vua lại nói, này ta thấy bốn người không có bị trói, bước đi ở giữa lửa mà chẳng bị thương, và hình dung của người thứ tư giống như một con trai của các thần. This is the story that many of us know about of Daniel in the fire pit. It says in verse 24 of Daniel chapter 3, Then King Nebuchadnezzar leaped to his feet in amazement and asked his advisors, Weren't there three men that we tied up and threw into the fire? They replied, Certainly, your majesty. And he said, Look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like the son of the gods. Nebuchadnezzar then approached the opening of the blazing furnace and shouted, Shadrach, Meshach, Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. Cảm ơn Chúa. Đoạn vua Nebuchadnezzar đến gần cửa lò lửa. Sorry. Cất tiếng nói rằng, hỡi Shadrach, Meshach và Abednego là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao. Hãy ra và lại đây. Shadrach, Meshach, Abednego bèn từ giữa đám lửa mà ra. So Shadrach, Meshach and Abednego came out of the fire. Và chúng ta thấy đi tiếp ở câu 28, 29 là điều mà tôi muốn mà chúng ta nhìn thấy. And when we continue on in verse 28 and verse 29, this is what I want to show you. Vua Nebuchadnezzar lại nói, tôn ngợi Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego, đấng đã sai thiên sứ của Ngài đến và giải cứu các đầy tớ của Ngài. Họ biết nhờ cậy Ngài, dám trái mạng vua và liều bỏ thân thể mình để không phục vụ và thờ phượng thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời của mình.
Then Nebuchadnezzar said, "Praise be to the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and rescued his servants. They trusted in him and defied the king's command and were willing to give up their lives rather than serve or worship any god except their own god." Đây là một điều thay đổi lớn lao khi chúng ta nghe những lời này từ chính miệng của Nebuchadnezzar. And this is a great change that we hear out of the mouth of King Nebuchadnezzar. Vì vậy, ta ban chiếu chỉ này, bất kỳ dân tộc nào, quốc gia nào, ngôn ngữ nào có người xúc phạm đến Đức Chúa Trời của Shadrach, Meshach và Abednego thì sẽ bị xé ra từng mảnh, nhà nó sẽ trở thành đống phân, vì không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế. Hallelujah. Therefore, I decree that the people of any nation or language who say anything against the God of Shadrach, Meshach and Abednego be cut into pieces and their houses be turned into piles of rubble, for no other god can save in this way. Chúng ta thấy sự giải cứu của ba con người Hebrew trẻ tuổi này khỏi lò lửa hừng. The salvation, the deliverance of these three men in the furnace. Nhằm mục đích để kích động và mang lại cái sự thờ phượng và đức tin nơi Đức Chúa Trời ở trong đất nước của người ngoại đạo. It is to raise up and inspire a faith in the one true God for that nation. Chúng ta thấy tại đây cái niềm vui mừng không chỉ là ba người này được cứu khỏi lò lửa hừng. We see that the joy here is not just three people were saved from the fiery furnace. Nhưng để cả nước Babylon và vua Nebuchadnezzar công nhận rằng Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. But it was all of Babylon and King Nebuchadnezzar who were able to declare after this event that God is the one true God. Và tôi tin rằng đây là điều mà Chúa Ngài sẽ làm trong những ngày sắp tới. And I believe this is what God's going to do in the days to come. Ở giữa một thế giới và xã hội ngày hôm nay, chúng ta thấy người ta chạy đi tìm những vị cứu Chúa cho mình. In society today, we see people running everywhere looking for a savior. Họ thấy cái gì lạ là họ chạy theo. Whenever they see something that's different, supernatural, they run after it. Ở Việt Nam có một nhà sư ôm cái ruột nồi cơm điện đi để xin đi khất thực để người khác có thể cho thức ăn của mình và đi từ chỗ này qua chỗ khác. There is a man, and yes, he is a monk. It's a monk. It's a monk. He would walk around the streets of Vietnam carrying his rice, his rice cooker. Yeah. And he would ask for people to help him to feed him. Và ông đi từ chỗ này qua chỗ khác. He would walk from one place to another. Thì chúng ta thu hút sự chú ý của dân chúng. And he would draw people's attention. Người ta đi xếp hàng ra chung quanh đường. They would line up for him. Có những người sắp mặt xuống sàn đường để thờ ông. There were people who would put their face to the floor, prostrate, to worship this man with a rice cooker. Anh chị em, điều gì sẽ xảy ra khi những con người đang có một cái nhu cầu lớn lao cho đời sống thuộc linh, nhìn biết được rằng có một Đức Chúa Trời hàng sống ở trên đất nước Việt Nam. Amen. What's going to happen one day when people who have all of these needs recognize that there is a living God within the people of God ready to meet their needs? Khi họ có nhu cầu cần được sự chữa lành. Whenever they have a need of healing. Họ thấy một người con Chúa đứng ở tại đó. And they will see a Christian, a child of God standing there. Là người nhận biết mình là đền thờ nơi Chúa. A person who knows that they themselves are a temple where the presence of God resides. Và quyền năng của Chúa ở trong họ đó. And that the power of God in them. Là quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời. Is the ultimate resurrecting power of God. Đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Jesus Christ to raise from the dead. Và nhu cầu của họ được đáp ứng. And their needs are met. Thì họ sẽ kinh nghiệm Chúa là như nào. They will experience God. Anh chị em có nắm bắt được vấn đề? Do you grab hold of this of what I'm trying to tell you? Sự sống khước từ quyền năng của Chúa không có gì vinh hiển và không có gì là kết quả cho cái niềm tin như vậy. There is a life that just a life that denies the power of God does not bring glory to God, nor does it have any effectiveness on this earth. Tất cả những việc Đức Chúa Trời làm là để kích động sự cứu rỗi và đức tin cho những người xung quanh của chúng ta. Everything that God does, everything that He moves in, is for the salvation and the freedom of others. Hãy nhớ điều này, mọi bước phá khi đến trên đời sống của bạn chính là diễn đàn để bạn truyền giáo. So remember this, every breakthrough that you experience is an opportunity for evangelism to the lost. It's a platform for your evangelism. A platform too. Cảm ơn Chúa. We thank God. Để qua các phước hạnh chúng ta có thể làm sáng danh Chúa. That through these blessings we can glorify Him. Chúng ta được phước thì chúng ta nhớ rằng đến từ Đức Chúa Trời và chúng ta nhường sự vinh hiển cho Ngài. And we remember that all things come from God and we give Him glory.
người ta sẽ kinh nghiệm được phước hạnh trong ơn của Chúa. As people experience God's blessings, cảm ơn Chúa vì Ngài sẵn sàng cùng làm việc với chúng ta. We thank God because God is willing to work with us and through us. Có những hoàn cảnh của anh em của chúng ta ở tại Việt Nam. There are circumstances of our brothers and sisters in Vietnam. Họ thấy phía trước của họ như là dân Israel đó, ở trước là biển đỏ, phía sau là đạo quân của Pharaoh đang đuổi theo họ. The way that they their perspective on life is almost as the Israelites were whenever before them was the Red Sea and behind them were the soldiers of the chariots of Pharaoh. Nếu Chúa không mở đường thì họ sẽ mất tất cả. That if God didn't open up the way, they would lose everything. Nhưng mà tạ ơn Chúa, Chúa mở đường. But we praise God because lời God cầu nguyện của người công bình rất là hiệu quả. And that the prayers of the righteous are effective. Ở người đi trong sự sức dầu của Chúa thì lời cầu nguyện và sự phục vụ của chúng ta đầy kết quả. People who walk in the anointing of God, who live righteously before the Lord, their prayers are effective. Cá nhân tôi kinh nghiệm và làm chứng cho anh chị em về điều in đó. My own experience, I'm testifying with you. Để khuyến khích anh chị em rằng hãy bước vào sự sức dầu mà Chúa đã định cho chúng ta. Into the anointing that God has determined for you. Hãy bước vào sứ mạng mà Chúa đã định cho hội thánh step của Chúa. Step into the mandate that God has for God's church. Hãy nhận sự trang bị của Chúa để chúng ta hiệu quả trong sự phục vụ Chúa cho chúng ta. Receive the preparedness that God has for you so you can be ready to minister. Cho để với các phước hạnh chúng ta có thể giúp đỡ cho người khác. So through our blessings we can help others. Ông Joseph đã nhận biết điều này. Joseph recognized this. Khi ông được cất nhắc lên và làm thủ tướng của nước Ai Cập trong whenever bây giờ, he was raised up to be the leader of Egypt, ông nhận biết được cái hoạn nạn mà các anh của ông đã tạo ra cho đời sống của ông. He started to recognize the problem. The problems that his brothers had created for themselves. Thì ông nói rằng Đức Chúa Trời có mục đích. And he said, Joseph said, God has a purpose. Điều mà các anh đã bán tôi qua xứ Ai Cập này, my thì brothers, anh chị em không hiểu. Anh em không hiểu. You sold me into slavery into Egypt. You don't know what you did. Vì để giữ gìn sự sống của các anh nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. But I'm telling you that to preserve your life and to save you now, God went ahead and brought me into Egypt. Các anh chị em là những người Cơ Đốc nhân Việt Nam. My brothers and sisters, Vietnamese Christians. Chúng ta được Chúa nghe cho chúng ta đến nước Mỹ này. God allowed us to come to the United States of America. Cho chúng ta rất là nhiều cơ hội để chúng ta có thể trở nên những người thành công. To give us many opportunities to be successful. Cho chúng ta ở một xứ mà chúng ta có thể làm ra được nhiều tiền bạc. To live in a nation where we could be prosperous and make a lot of money. Chúng ta thừa biết là có những người cũng có định như chúng ta. We know that there are a lot of people who have the same idea as us. Nhưng mà họ đã chết trên biển, chết trên các ranh giới của Campuchia, của trên đường họ đi vượt biển. Nhưng mà tại sao là chúng ta được đến đây? Tôi tin rằng Đức Chúa Trời cho chúng ta đến đây trước. I believe that God allowed us to come here first. Và để giữ gìn sự sống của anh em của chúng ta và tin lành cứu rỗi của Chúa có thể đến trên những người Việt Nam trong những ngày sắp đến. To be able to experience God's salvation and to be able to share it with the people of Vietnam. Ở trong Sáng Thế Ký chương 45 câu 7, Joseph nói, Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. In Genesis chapter 45, verse 7, the word of the Lord says, but God sent me ahead of you to preserve you for a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Nhưng buổi sáng ở tại Việt Nam, tôi được nhắc về lẽ thật này. There are many times in the mornings while I was in Vietnam, I was reminded of this truth. Tôi được đến Hoa Kỳ và tiếp xúc với học vấn kiến thức mà chúng tôi có thể được để nghiên cứu những sứ điệp để có thể chia sẻ lại cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. I was brought here to America to be able to study, to be able to learn, to be able to experience God, to bring it back to my home country Vietnam and share it with them. Trong sự sức dầu ban phước của Chúa kể từ khi chúng ta tìm kiếm sự phục hưng. From the time that we started seeking God in His revival. Tôi nhìn lại từ năm 89 cho đến bây giờ, Chúa Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng ta và sự phục hưng liên tục được diễn ra trong chức vụ và trong hội thánh của Chúa. I look back all the way to the year 1989. And I see how God has responded to our prayers, blessing us with His revival, and it's been on its journey all the way until today. Như Joseph nhận thức rằng Đức Chúa Trời có mục đích khi cất nhắc ông lên. Just as Joseph admitted, confessed that God had a purpose when he was sent to Egypt. Đức Chúa Trời cũng cất nhắc chúng ta lên trong thời điểm này cho một mục đích của Chúa. God has preserved us for a time such as this for His purposes.
Amen anh chị. Amen, my brothers and sisters. Thì Chúa ban phước chúng ta để chúng ta có thể nâng đỡ người khác và làm nguồn phước cho những người lân cận của God chúng ta. God lifts up our heads so that we could help others around us and be a blessing to them. Xin Chúa nghe tiếp tục sử dụng VBC Houston của chúng ta. May God continue to use VBC Houston. Để như sứ điệp tuôn đổ từ bục giảng này. That the message that are poured out from this pulpit. Như lời tiên tri là những dòng sông sẽ chảy từ bục giảng này. Prophetic word said that the rivers of life will flow from this pulpit. Để đến đâu sẽ đem sự phục hồi đến đó. That wherever it goes, it will bring restoration. Những cuộc đời tan nát đau khổ that được hàn gắn. Broken lives will be made whole again. Những cuộc đời của những người sa ngã sẽ được bắt gặp để có thể được phục hồi. Backslidden lives will be restored unto Christ. Những mục đích thiên mệnh đã bị lu mờ sẽ được làm sáng trở lại để rồi con nhân của Chúa có thể bước vào trong thiên mệnh mà Chúa đã định. The purposes that have been lost or have been blurred will be made clear again and come to pass. Để chúng ta có thể kinh nghiệm phước hạnh từ nơi so Chúa. So that we could experience the blessing of God. Để chúng ta làm nguồn phước so cho that muôn we người. Could be a blessing. Và nhiều người sẽ được phước ở trong ơn của Chúa. And many, the multitudes, will be able to experience như các môn đồ của hội thánh đầu tiên. Just as the first disciples đã được Chúa ngài ban phước trên họ. God blessed them. Chúa ngài tuôn đổ quyền năng của Chúa God trên họ. Poured out His power upon them. Họ được báp têm trong Đức Thánh Linh. They were baptized in the Holy Spirit. Họ đem sứ mạng của mà Chúa ngài ban cho và họ đi để chia sẻ tin lành của Chúa khắp mọi nơi. They took the great commission and they went out and took the gospel to the nations, to the ends of the earth. Đạo Chúa đã phát triển một cách mạnh mẽ. The word of God begin to expand rapidly. Chúng ta cảm ơn Chúa 120 người ở trên phòng cao đã làm đảo lộn thế giới trong thời bây giờ trong vòng 30 năm. Because the 120 people in the upper room turned this the world upside down for the Lord. In 30 years. In 30 years. Và tôi tin rằng Chúa ngài sẽ làm những việc lớn của ngài trong những ngày sắp đến. And I believe that God's going to do his great thing in the days to come. Và trong thời đại này. And in this era. Chúa ngài sức dầu sự sức dầu Siru cho chúng ta. I believe that God is anointing us with the anointing of King Cyrus. Để khải tượng mà Chúa cho chúng ta. So that the vision that God has given us. Đó là xây dựng cho Chúa những đền thờ khắp nơi trên thế giới. To be able to build up temples for the Lord throughout the world. Những cái đền thờ không phải bằng gạch đá. We're not talking about temples made of brick and stone. Nhưng mà những cuộc đời kinh nghiệm được hiện diện của Chúa. We're talking about mobilized temples, lives transformed for God. Đền thờ di động khắp mọi nơi. These mobilized temples who can go. Đi đến đâu mang sự hiện diện của Chúa đến đó. Wherever that they go, they will bring the presence of God with them. Đầy quyền năng, đầy sự hiện diện của Chúa. Full of the presence of God. Thu hút nhiều người đến với Chúa. To draw many unto them. Vì Chúa muốn làm điều đó. God wants to do this. Để nhiều người sẽ được cứu trong ơn của Chúa. So that many can be saved by His grace and mercy. Chúa Giêsu ngài đã truyền lệnh cho hội thánh của Chúa, các môn đệ của Chúa. Jesus Christ told his disciples. Đó là các con hãy cho họ ăn. He said, feed them, let them eat. Chúa muốn sai phái bạn đến với những người láng giềng của bạn. My brothers and sisters, I'm here to tell you that God wants to send you to your neighbors, to your co-workers. Bạn sẽ là sự bứt phá ở tại sở làm của mình. That you're going to bring the breakthrough desperately needed in your workplace. Chúa muốn anh chị em trở nên những người khởi xướng, mang lại sự giảng hòa giữa Đức Chúa Trời và con người. God wants you to be the one to rise up to bring reconciliation from your peers unto God. Chúng ta nhận biết bứt phá đối với những cái điều cần phải được bứt phá trong đời sống của chúng ta. We know that there has to be breakthrough in the areas that need breakthrough in our lives. Cho mỗi đời sống của chúng ta sẵn sàng được Chúa ngài sử dụng. So that all of our lives can be ready for God to use. Chúa ngài muốn đem lại sự phù hưng trên đời sống của chúng ta. God wants to bring revival into our lives. Và biến chúng ta làm nguồn phước cho mọi người. And transform us to be a blessing for the multitudes. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Vì những việc Chúa ngài đang làm. For all that He's doing. Cảm ơn Chúa. Nhất là các anh chị em mới được Chúa ngài sai phái về để nhóm lại với VBC Houston trong ngày hôm nay. We will thank God for all of those brothers and sisters who God has sent to meet with us here at VBC Houston. Tôi tin rằng Chúa ngài sẽ tiếp tục mang thêm nhiều người nữa. And I believe that God's going to bring even more. Là những người thật sự khao khát people muốn đến đây để sinh hoạt trong hội thánh này. After God and fellowship at VBC Houston. Và tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ ban phước trên anh chị em. I believe that God's going to bless you, brothers and sisters. Vì anh chị em muốn đến đây và muốn có mặt trong hội thánh này. Because you want to be here, you want to be here in this church. Anh chị em muốn được dự phần vào trong việc lớn của Đức Chúa Trời. You want to partake in God's great and mighty works. Tôi tin rằng không có gì ngăn trở chúng ta để nhận được phước và sự sức dầu của Chúa. I believe nothing can hinder us from receiving God's blessing and His anointing. Vì nơi nào đời sống nào có sự khao khát, Chúa ngài sẽ làm cho tươi mát. Because whoever's life is hungering and thirsting after God, He will restore them, He will renew them. Bất cứ cuộc đời nào chúng ta bước vào trong vị trí và nói rằng là Chúa có con đây, xin hãy sai con. Whatever life comes to the Lord and said, here I am, God,
Use me, send me. Bất cứ những ai thưa với Chúa là Chúa. Whoever can tell God. Xin phán tôi tới của Chúa đang lắng nghe. God, speak. I'm listening. Những ai thưa với Chúa rằng lại Chúa cho con thấy được vinh quang của Ngài. God, let me see your glory. Những ai nói với Chúa rằng lại Chúa xin làm cho con được dạng dĩ để con có thể ra đi giảng tin lành của Chúa. And say, God, make me courageous and bold so that I can go out and preach your word. Anh chị em còn nhớ loạt bài của những lời cầu nguyện đầy can đảm mà chúng ta đã học qua không? My brothers and sisters, do you remember those messages, those outlines where we talked about praying boldly? Đức Chúa Trời đang đáp lời cầu nguyện của chúng ta trong bốn lời cầu nguyện can đảm đó. Out of those four bold prayers that we said. Tôi tin rằng hôm nay Chúa Ngài sẽ tuôn đổ sự sức dầu của Ngài trên những ai khao khát và nói với Chúa rằng xin sự sức dầu Siru đến trên đời sống của con. I believe that God would pour out His anointing today upon anybody here who asks God. Give me the anointing of King Cyrus. Còn mệt mỏi với những ngày chạy đây chạy đó muốn làm theo cái ý riêng của Lord, mình. Lord, I'm so tired of running to and fro, doing it my way. Con đã phí thời giờ và cuộc đời của con không có kết quả. My life, it's not effective or purposeful. Xin nắm tay con và dắt con so đi. So will you grab my right hand, O God, and lead me? Lạy Chúa, xin tháo dây lưng của những nhà cầm quyền, những người đang ngăn trở cuộc đời của con. God, would you take the people off my back that are hindering me from doing your will and your purpose? Sang bằng núi và làm bằng những con đường trước the mountains and straighten the crooked paths. Dẫn con đi vào trong đường lối của Chúa và mục đích của Ngài. Your ways and your purpose. Chúa xin mở những cánh cửa. God, would you open up the doors of opportunity? Không ai có thể đóng được nữa trong những ngày sắp tới. No one else can close in the days to come. Và con trong ơn của Ngài sẽ bước qua những cánh cửa cơ hội đó. In your grace, O Lord, I'm going to walk through, step into those doors of opportunity. Và thực hiện điều mà Chúa Ngài muốn làm cho đời sống của con. That you want to do in my life. Xin sức dầu, sự sức dầu của Siru trên cuộc đời của con. Anoint me with King Cyrus's anointing. Để con cùng với hội thánh so that I can with the church sẽ xây dựng những đền thờ cho Chúa. Build, mobilize temples for you. Khắp nơi sẽ được tìm thấy điều đó. Wherever you go, wherever you lead me, Lord God, that they will see these temples being built for you. Anh chị em, người ta đang sẵn sàng để nhận sự cứu rỗi. My brothers and sisters, people are ready to receive salvation. Đoàn của chúng ta đi trên xe làm chứng cho người tài xế taxi, người này được cứu. Our team, our ministry team in Vietnam. We rode in this vehicle and the taxi driver, we witnessed him and he was saved. Anh em của chúng ta là một người cuối cùng chúng ta tiếp tục cầu nguyện để đoàn của chúng ta tất cả sẽ về được bình an. Đang được Chúa Ngài sử dụng một cách rất là đặc biệt. There's one more person still in Vietnam and we pray, we're going to continue to pray for them because God is using them mightily. Đã kết nối với một chức vụ tại Việt Nam. They connected with a ministry in Vietnam. Và trong tuần qua đã thấy hơn 400 người trở lại tin Chúa. More than 400 people come into salvation. Praise God. Và đó chỉ mới là bắt đầu. And that's just the beginning. Amen, anh chị em. Amen, my brothers and sisters. Rằng việc nó sẽ lớn và càng lớn hơn trong những ngày sắp đến. Xin Chúa ban phước trên chúng ta. So may God bless us. Những ai khao khát. That whoever is thirsting after God. Đến để nhận sự sức dầu Siru này. Wants to receive the anointing of King Cyrus. Chúng tôi sẽ cầu nguyện với anh em. We're going to pray for you. Để Chúa Ngài sẽ làm việc. And God will do it. Rồi cho tất cả chúng ta sẽ bước vào kế hoạch mà Chúa Ngài đã định cho đời sống chúng ta. So that all of us can step into the purpose for which God created us. Bởi vì Ngài đã lấy tên chúng ta và gọi chúng ta cho sự cứu rỗi rồi. Because He has called us by name and called us into salvation. Chúa Ngài có chương trình cho mỗi đời sống chúng ta. God has a plan for each and every one of us. Và có kế hoạch để có thể sử dụng chúng ta. And there's a plan that He has to use us for His kingdom. Có thừa quyền năng để mặc lấy quyền phép trên chúng ta. He has an abundance amount of power to be able to clothe us with. Xin Chúa Ngài sử dụng tất cả chúng ta trong những ngày sắp đến. Use every single one of us in the days to come. Là những người muốn được Chúa Ngài sử dụng cuộc đời của chúng ta. To be a people who we want to be used by God. Để từ nơi mặt trời mọc. That from the time that the sun rises. Đến nơi mặt trời lặn. Until the time the sun sets. Người ta sẽ biết rằng. That people will know. Jehovah là Đức Chúa Trời. That Jehovah is God. Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất. He is the one true and only God. Ngoài Ngài không có ai khác. And outside of Him, there is no one else. Anh chị em muốn làm những nhân chứng đó không? So if you want to be that kind of witness, hãy đến và nhận sự sức dầu của Siêu cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay. King Cyrus upon your life today. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Và xin Chúa Ngài ban ơn trên chúng ta trong thời gian. May God bless us during this time. Anh chị em hãy đến và chúng tôi sẽ cầu nguyện. Come, brothers and sisters, come and we'll pray for you. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Từ những con người mà anh chị em sẽ đưa họ đến với Chúa. The people that you're about to bring to Christ. Khi chúng ta giải cứu họ ra khỏi tội lỗi, công việc của Satan trên cuộc đời của họ. When we deliver them
from the work of Satan in their lives, from sin. Chúa có thể mở những kho báu trong nơi kín nhiệm. God can open up the hidden treasures. Trong những người Việt Nam của chúng ta. Within our Vietnamese people. Có những người họ bỏ ra mấy trăm triệu để có thể yểm trợ cho xây những cái chùa. But there's people who've put out thousands and millions of dollars to build up these brick and mortar temples. Có những người đã lấy tài sản của họ để yểm trợ cho xây những cái chùa, những cái đền đài. To support and build these temples. Hội thánh thì chúng ta cứ than phiền, không có đủ tiền, không làm gì được. We keep complaining. We're saying we don't have enough money to do anything. Có thể ngay lúc này không có. It could be that we don't have it right now. Nhưng hãy nhìn những người xung quanh của chúng ta với tiềm năng đang chứa ở trong họ. But look. Look around at the people that have the potential. Có những sứ giả phục hưng đang còn ở ngoài kia. There are messengers, revival messengers from the Lord still out there. Họ cần được chinh phục cho Chúa. They need to surrender to God. Họ cần được giải cứu. They need to be delivered. Để họ có thể bước vào trong chương trình của Chúa. So they can step into the plan of God. Và để Chúa sử dụng họ một cách lớn lao. God can use them mightily. Chúng ta tin rằng trong những ngày sắp đến. And we believe in the days to come. Chúa ngài sẽ làm việc đó. God's going to do it. Và chúng ta sẽ được phước khi chúng ta được Chúa dùng. And we'll be blessed when God uses us. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa vì ngài nhìn thấy tất cả chúng con đang đáp ứng lại đây. Heavenly Father, we thank you because you see all of us that are responding to your call. Ngài biết chúng con trước khi chúng con chào đời. You knew us before we entered into this world. Ngài có chương trình cho mỗi đời sống của chúng con. You had a plan, a purpose for each one of our lives. Mỗi ngày trong cuộc đời chúng con đã chép ở trong sách của Chúa rồi. Every day of our life has been written in your book, O Lord. Trước khi có những ngày đó. Before those days were even to come to pass. Thật là một điều lạ lùng cho truly, it's amazing, trí óc của chúng con có thể hiểu nổi. It's almost impossible for us to understand. Cuộc đời của chúng con đã được chép trong sách của Chúa. That our lives have been written in the book of life. Và ngài chờ đợi để chúng con đáp ứng lại. And you're waiting, O God, for our response. Cầu cho chương trình của Chúa có thể được kích hoạt và thể hiện ra trong cuộc đời của chúng con. Can be made known on this earth and in our own lives. Chúa nhìn thấy tấm lòng và sự khao khát của anh chị em chúng con. My Lord, you see the hunger and thirst in my brothers and sisters. Chúng con thưa với Chúa rằng có con đây, xin hãy mặc lấy quyền phép và sai phái con. Here I am, God. Clothe me in power and send me out. Cùng sự sức dầu mà ngài đã sức cho vua Siru. The same anointing that you put upon King Cyrus. Xin Chúa tuôn đổ trên hội thánh của Chúa trong ngày hôm nay. Upon your church today. Xin sức dầu trên anh chị em chúng con, những người sẽ khám phá ra những cụ báo nơi kinh nghiệm. Anoint my brothers and sisters, those who will discover the hidden treasures in the storehouses. Xin ban phước trên chúng con. And bless us, O Lord. Ân quyền của Chúa. Your favor, your power. Tài chánh. Finances. Để chúng con có thể tài trợ cho việc giảng tin lành. So that we can support the evangelism ministry. Chúng con ngợi khen ngài. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Anh em theo dõi buổi thờ phượng hôm nay. For those of you that are following along with us online, cũng hãy mở lòng và đón nhận ở trong ơn của Chúa. I encourage you to open up your hearts to receive from the Lord. Hội thánh xin Chúa ban phước trên quý vị trở về trong phước hạnh của Chúa. Church of God, I pray that God will bless you as you go home today. Tôi khao khát là anh chị em cũng sẽ thấy được điều Chúa có thể làm xuyên qua cuộc đời của anh chị em. I hope. And I plead, I hope that God will allow you to see all the things that God can do through your life. Bởi vì điều mà Chúa ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Because the things that God has in store for us. Chỉ có thể xảy ra khi chúng ta đáp ứng lại. Can only happen whenever we respond. Xin Chúa ngài ban phước. So may God bless us. Hội thánh ra về trong sự bình an trong ơn Chúa. Church of God, go out in the peace of God. Hẹn gặp lại quý vị trong tối thứ ba.
on Tuesday night. Cũng như trong Chủ nhật tuần tới. As well as next Sunday. Để chúng ta sẽ vui trong ngày kỷ niệm ngày thành lập Hội Thánh lần thứ 41. So that we can all celebrate in the 44th anniversary of UBC Houston next Sunday. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúa ban phước trên anh chị. May God bless you. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.